Cái tài liệu này thì mở lên Drive nhé, con bấm vào Superposition Paper 1 ấy, thì nó sẽ mở ra. Mình có hai cái wave, để thầy tách cái sum được không? Không tách được. Một cái màu đỏ, một cái màu xanh như thế này. Và hiện giờ hai cái wave này xanh đỏ này nó đang in phase với nhau, tức là thằng này tăng lên, thằng đỏ tăng lên thì thằng xanh tăng lên ha. Thằng đỏ là maximum thì thằng xanh là maximum. Step animation, step 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 không được hả? Step được này, như đang di chuyển ngược nhau ha. Cái này nó đang từ từ để quay lại, restart lại cái này. Wavelength của này bằng nhau nha, đây là một trường hợp đơn giản bằng nhau wavelength, tức là bằng frequency với nhau luôn, amplitude bằng nhau luôn. Hai cái wave này nó đang nó chưa thực sự là in phase đâu. Step animation, nó đang cố tình chỉnh như là in phase với nhau này, đó. Tức là cái đỉnh của thằng màu đỏ với đỉnh màu xanh trùng nhau, thì hai đứa nó combine lại nó sẽ tạo thành cái wave màu hồng bên dưới ha. Wave màu hồng này là resultant wave nha. Khi đó tất nhiên là mình sẽ không nhìn thấy hai đứa xanh đỏ components, mà mình chỉ thấy kết quả cuối cùng hai đứa nó gộp lại với nhau thôi. Ok. Và khi hai cái wave này nó lan truyền như thế này, ngược chiều nhau như thế này, và mình đang thấy cái gì đây con? Màu hồng này nó đang có gì đặc biệt đây? Alo. Cái wave màu hồng này nó đang sao con? Nó có gì đặc biệt? Nó là standing wave đó, stationary wave đó. Còn nếu như mà thầy để cho hai cái wave này nó đi same direction nhé, same direction này, opposite direction, bỏ opposite direction này đó. Hai cái wave này đang in phase với nhau, và do đó khi mà nó lan truyền thì cái resultant của nó cũng hợp lại, nó cũng lớn, tạo thành wave lớn hơn, và nó lan truyền cùng cái phase với hai cái phase component, hai cái wave component. Nếu như mà thầy thay đổi cái position, tức là hai cái wave này nó không còn, không được, không cần, không thiết, không thay đổi được position, chỉ thay đổi được cái wavelength thôi. Giả sử màu xanh này đi, nó có wavelength dài hơn này. Đó. Thì khi mà combine lại thì tất nhiên là nó sẽ khác đi. Nó vẫn có tính periodic. Tức là nó vẫn có một cái đoạn nào đó nó lặp lại ha. Mình nhìn một tờ để chọn cái sự khác nhau này ít ít thôi. 4, 3, 6. Mình có nhìn thấy cái sự lặp lại từ đây đến, chưa được, chưa được. Nói chung là cũng có lặp lại đó ha. Khi mà cái wavelength nó khác nhau thì nó tạo ra cái resultant nó hơi quá dị một xíu, nhưng mà nó vẫn có tính lặp lại đó, periodic. Thì đơn thuần là cái wave ở một vị trí thì cái amplitude tổng hợp của nó, ví dụ chỗ này, thì amplitude của nó sẽ là sum của amplitude của thằng màu xanh và thằng màu đỏ này. Ví dụ thằng màu đỏ này là 1.7, thằng màu xanh này là 1.9, thì cộng lại là bằng 2 là 3.6 ha, 1.7 cộng với 1.9 là 3.6. Thì nó sẽ tạo thành cái thằng màu hồng bên dưới này. Còn chỗ này amplitude displacement nó đang là negative, đang là minimum. Ví dụ âm 1. Còn màu xanh thì là dương 1.3, 1.4 gì đó. Thì cộng lại là âm 1 cộng với 1.3 thì thằng là dương 0.3. Thôi để từ từ làm bài tập này sẽ thấy. Musical instrument may have a long tip with a mouthpiece at one end. Mouthpiece at one end. Kiểu này nó mở rộng ra này ha. The other end is open and flare. À rồi, mouthpiece là bên trái này mới đúng. Còn open và mở rộng ra là bên phải này. Musician maintain a stationary sound wave with a note at the mouthpiece. Rồi, cái note ở trong này. And an antinode at the other end, antinode ngoài này ha, thì nó có thể là nó tạo thành một cái third harmonic chứ, cái này chẳng hạn. Nó đang vẽ đây. Không được, vẽ cái này nó chưa đúng rồi, tại vì đằng sau này nó phải là kiểu 1/4 của wavelength. Vẽ cho nó đơn giản hơn đi. Đơn giản hơn là thế này đi. Đó. Thì cái đoạn bên trong này là một cái complete package. Complete package. Đoạn bên ngoài này thì là một cái half package ha. Tức là đoạn ngoài này là lambda trên 4. Còn đoạn bên trong này là lambda trên 2 ha. Cái này thầy ví dụ thôi nha, thầy chưa biết nó đang đây rồi. Cái từ khóa nằm chỗ này này, lowest frequency này. Lowest frequency mình có cái formula là wavelength thì bằng speed chia cho frequency. Cho nên khi mà frequency này lowest thì cái wavelength này nó sẽ trở thành là longest ha. Longest thì nó sẽ là first harmonic nha con.
Rồi ạ. First harmonic. Thì thường người ta sẽ cho đề, tất nhiên người ta sẽ cho những cái trường hợp đặc biệt như thế này. First harmonic có nghĩa là phía trong là nốt và phía ngoài là antinote như thế thôi. À, vậy nó không chính xác lắm nhưng mà để ý là thế. Bình thường là một cái ống kiểu chữ nhật thì là bên ngoài nó như thế này đó, vẽ như thế. Nhưng mà cái này cái ống này nó hơi kỳ lạ nên nó không biết vẽ làm sao cho nó hợp lý ha. Kiểu thế. Antinote. Antinode ở ngoài này. Thôi được rồi, cũng không biết vậy sao. Antinode. Thì đại ý là cái chiều dài của cái ống, cái kèn này, nó sẽ là bằng 1/4 của wavelength, bởi vì nó là first harmonic. Which different frequency of sound can be produced by the instrument? Tức là khi mà người ta thổi cái luồng gió vào trong cái kèn này với cái tốc độ thổi khác nhau, speed của luồng gió ấy, thì người ta sẽ tạo ra được những âm thanh khác nhau. Cho nên đó là sự khác biệt giữa việc người biết thổi kèn và người không biết thổi ha. Thậm chí là những cái người nhạc công mà chơi ở các ban nhạc xuất sắc, ví dụ Việt Nam mình có Trần Mạnh Tuấn chơi saxophone những hạng thế, thì họ phải tập luyện rất là lâu để mà đạt được đến trình độ đó. Tức là tạo ra được một cái speed thích hợp để mà nó tạo ra được cái frequency, nó chính là standing wave ha. Thì cái standing wave tiếp theo, second harmonic. Second harmonic thì cái chiều dài của cái ống nó sẽ là, ở trên này thì cái length này thì gọi là L nhé, thì nó gọn. Chiều dài của ống nó sẽ là lambda trên 2 cộng với lambda trên 4, 3 lambda trên 4 ha. Third harmonic thì sẽ là L bằng 2 lần của lambda trên 2 cộng với lambda trên 4. 2 lần lambda trên 2 tức là lambda 5/4 ha, lambda trên 4. Còn first harmonic thì nó là lambda trên 4 rồi. L bằng lambda trên 4, mình thấy quy luật gì chưa? 1, 3, 5 này ha, quy luật 1, 3, 5 này. 1, 3, 5. Ok. Mà wavelength thì nó inversely proportional với frequency, formula chỗ này. Nghĩa là wavelength mà ngắn lại 1/4, từ cái chiều dài L này nó là như nhau này. Thì có nghĩa là cái này là wavelength dài nhất. Sau đó nó đang giảm đi ha, decreasing. Và mình thấy cái ratio của các wavelength. Ví dụ như wavelength mà giảm đi 2 lần thì tức là frequency tăng lên 2 lần nhé. Wavelength này của mình nó đang giảm đi 5 lần, 3 lần, 5 lần thì các frequency này nó sẽ tăng lên là theo tỷ lệ là chỗ này là 1F này, thì chỗ này sẽ là 3F và chỗ này sẽ là 5F ha. À rồi ạ. Wavelength ngắn đi từ từ đấy. Tức là chỗ này cái first harmonic nhá thì lambda sẽ bằng 4L. Second harmonic thì lambda sẽ bằng là 4L trên 3 chia đi 3 lần. Chia đi 3 lần của wavelength thì cái frequency tăng lên 3 lần ha, 3F đúng không nào? Tương tự, lambda 3 thì bằng 4 lần L chia 5. Giảm đi 5 lần, giảm đi 5 lần thì wavelength thì nghĩa là frequency tăng gấp 5 lần ha. Rồi ạ. Thì như vậy mình lấy cái frequency ban đầu là 92, mình nhân 3, rồi nhân 5, rồi nhân 7. Cái cuối cùng sẽ lần nhân 7 thì mình sẽ có được câu trả lời. 92 nhân 3 276 ha. 92 nhân 5. 9 nhân 5 là 45, từ đấy. Là cái C đi ạ. Thế. Là C đúng không? Ừ. Đó. 9 nhân 7 là kiểu gần 992 nhân 7 này hả? Đó kiểu thế cho nên chọn câu C nhé. Khó ở đâu vậy? Đó hả? A level khó. Còn có học chơi nhạc cụ này không? Chắc không nhỉ? Thời gian đâu mà học. Chơi nhạc cụ là một là phải có năng khiếu, hai là có rất là nhiều công sức luyện tập. Thầy từng tập piano 5 rưỡi thì sao bỏ? Bỏ mấy năm nay quên hết rồi. Diagram shows string stretched between fixed point X and Y. There is a stationary wave on the string.
The solid curve show the string and position at maximum displacement. Đây tất cả là những câu past paper nha. The solid curve show the string and the position at maximum displacement. The dashed curve show the other position at maximum displacement. The other position. The straight central dashed line show the mean position of the string. The point S on the string is directly above the point P. The point T is directly below Q. Which statement is correct? And send the demo. A short time later, the point R on the string will be displayed. Stress string, stationary wave. Là cái từ khóa nằm chỗ đó đó. Stationary wave. Cho nên là cái O này ban đầu mà đứng yên thì nó mãi mãi đứng yên ha. Thì nó là một cái note. Cho nên là will display là nó sai. Từ này nó khiến cho câu này nó bị sai ha. Okay. The point S and T on the string move in opposite direction. Đúng rồi, nó opposite phase các con. Nhớ cái simulation hôm trước thầy nói không? Tất cả những cái point ở hai cái package gọi là pack A và cái pack 1, pack 2, cái này pack 2 đi, cái này pack 1 đó. Package thì nó sẽ luôn luôn opposite phase với nhau ha. Cho nên là có vẻ là câu B này đúng này. Distance between P and Q is one wavelength. P and Q sai, nó không phải là one wavelength, nó là half wavelength nha. And the output 2 tương đương với từ cái node đến một cái antinode, từ cái node này đến node kia nó là half wavelength. Hoặc là từ node đến antinode thì bằng 1/4 wavelength ha. Thì đó là cái khác biệt rất là lớn giữa cái stationary wave với cái normal wave. Normal wave thì cái khoảng cách giữa hai cái đỉnh đó là một wavelength. Còn cái stationary wave thì khoảng cách giữa hai cái đỉnh nó là half wavelength ha. Cho nên nói rằng one wavelength này là sai này. Ok. The two points on the string that equal distances from R vibrate in phase equal distances from R. Không đúng. Tại vì ví dụ thằng Q nằm ở đây đang đi xuống thì thằng nằm ở đây equal distance này. Một đứa Q phẩy nằm ở đây equal distance sẽ đi lên ha, opposite phase với nhau, cho nên là câu D này sai. In phase là sai. Ok. Được chưa con? Các bạn gì không? Không hả? Rồi ạ. The diagram shows an experiment to produce stationary wave in air column. A tuning fork placed above the column vibrates and produces a sound wave. The length of the air column can be varied by altering the volume of the water in the tip. The tip is filled, then the water is allowed to run out of it. The first two stationary wave occurs when the air column rate are 0.14 and 0.42, but the wavelength is sound wave. Right. Ban đầu mình để cái nước nó nằm ở cái mức này và mình cho nó tạo thành một cái standing wave với điều kiện là cái chiều cao này nó phải đủ để sao cho cái chiều dài của cái phần không khí này nó bằng 1/4 wavelength này. Thì cái này là first harmonic nhé. Lambda over 4 này. First harmonic. Ok. Sau đó con hạ cái mực nước này xuống. Tháo nước ra cho nước nó hạ xuống. Cái hình vẽ này nó vẽ không chính xác. Kiểu nó phải hạ xuống rất là thấp sao cho cái frequency nó không đổi, constant, thì cái wavelength nó cũng là constant luôn. Thành ra cái hình này nó vẽ không đúng ở chỗ là để mà nó tạo ra cái next harmonic, tức là second harmonic. Để cái tháp đã. Thì second harmonic thì phía trên này là lambda trên 4 và phía dưới này là lambda trên 2. Thì ý thầy đang nói cái chiều dài ha, nó không có thích hợp. Ý là wavelength nó phải không đổi, còn hình hai hình vẽ này wavelength bị khác nhau rồi nhé. Đấy là ở cái chiều dài thứ hai của cái ống, tức là 0.42 này này. Thì 0.42 này nó sẽ bằng lambda trên 2 cộng với lambda trên 4 nữa. Tức là 3 lần lambda trên 4 ha. Phải không ta? Lambda trên 2 tức là 2 lambda trên 4 ở 3 lambda trên 4 đó. Còn cái 0.14 này thì nó bằng lambda trên 4. What the wavelength, từ người ta có nói là cái đầu tiên là first harmonic không? The first two, đúng rồi, the first two đó. Thì cái mấu chốt nằm ở cái từ first này con.
Thì muốn nói là first harmonic với lại là second harmonic ha. Còn nếu không thì mình sẽ không biết nó là harmonic thứ mấy, thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó ha. Thực ra không có thứ tư nha, nó có 1, 3, 5, 7 là số lẻ thôi. À, như vậy thì mình hai cái formula này sẽ giúp mình suy được wavelength. Thực ra là wavelength thì là cái này là first harmonic lambda trên 4 thì nhân 4 lần lên 0.14 nhân 4 là xong. 44 là 6, có 56 này ha, không cần tính tiếp luôn. Lấy câu số cuối thôi. Check answer. Năm câu số 24 năm 2020. Ask him câu số 24. Câu D. Đó. D này. Câu số 56 này. Như vậy thậm chí mình không cần cái thông tin rằng là là thay đổi chiều các cột nước, chỉ cần biết rằng nó là first harmonic là có thể tính ngay được liền là wavelength ha. Có cái bài khác người ta sẽ không nói nó là cái harmonic thứ mấy, mà mình chỉ biết rằng hai cái harmonic đó kế tiếp nhau thì tức là cái sự thay đổi 0.42 mà trừ đi 0.14, 0.42 trừ đi 0.14 là sự thay đổi, thì cái sự thay đổi đó nó sẽ bằng là một nửa của wavelength, là cái số này này con. Khi người ta nói nó là hai cái harmonic kế tiếp nhau ha, thì bằng 0.3. Ok. Từ từ đã. 0.14 chứ thì tiếp nhận 0.12. 0.14 thì 0.28 này, như vậy là đó. Lambda sẽ bằng 2 lần 0.28 tức là 0.56. Tức là mình không biết nó là first hay là second, mà có thể nó là thứ 3 và thứ 5 hoặc là thứ 5 và thứ 7 đó, thì cái sự chênh lệch của hai cái harmonic liên tiếp nhau đó nó bằng lambda trên 2 ha. A level này đánh đố giống như vật lý Việt Nam nhỉ. The progressive waves meet at a point which condition must be met for the superposition of the waves to occur. Thực ra là cái superposition này người ta sẽ dùng phần lớn là với cái trường hợp hai cái wave mà nó có cùng cái frequency, same frequency, thì người ta sẽ nói nó là coherent. Thì thầy đang nghĩ là đáp án A đó. Must be same type, không cần. Thì cái đó nó không phải là superposition, không cần phải. Tất nhiên là phải là same type thì nó mới superposition với nhau được. Một cái sóng điện từ nó không thể combine được với một cái sóng mạch nước ha, nó không có tác động gì với mạch nước hết. Nó phải chắc chắn nó phải same type, nhưng mà đó nó không phải là một cái gọi là must. Okay này, weak condition. The wave must travel in opposite direction, không cần thiết. The wave must match in phase, không cần thiết. Đó là câu A đó. Mình sẽ cũng nhân check đi. Câu số 27. Này hôm qua có làm một số câu, nên là hôm trước có làm một số câu đó còn lưu. 7B này ha. Ủa? B à? B tức là same time. Ừ đúng rồi. Must. Must là con. Coherent là không cần, giống như cái giống như cái simulation lúc nãy thì làm. Tức là nó có thể khác nhau frequency ha. Đây này. Đó, nó có thể khác nhau và nó combine được. Với điều, nhưng mà điều kiện nhất định là nó phải là type cùng loại. Không thể nào sóng điện từ kết hợp với sóng nước được ha. Hay là sóng âm nó không thể nào interfere, nó không thể superimpose với một cái electromagnetic wave được. Phải cùng loại. Ok. Superposition cùng loại là cái điều kiện tiên quyết, còn chuyện xem frequency không cần thiết đâu. Vertical tip is partially filled with water. A sound wave moves down the tip and reflected by the reef surface. Frequency sound wave gradually increase from zero until much louder sound is heard. Khi mà tới một cái louder sound thì nó là một cái next harmonic đó. Nó tương tự bài này. Cái bài nước ống đó hả? Nhân tiện mình có thể xem thí nghiệm luôn này. Standing wave tip water experiment. Thí nghiệm này không khó làm, miễn là có thời gian thì giáo viên trên trường có thể đem đồ ra cho mình làm. Đây, resonance. Cái này thì sẽ coi sau, cái này là standing wave.
Ồ, trên trường không làm ống nữa, trên trường có làm ống khác hay sao vậy? Làm gì? Cái ống bằng không khí vào cái miếng chặn nhẹ thay vì là dùng nước ấy. Ok. À, rồi tức là mình sẽ có cái máy để đo luôn hả? Xịn như hả? Này giống này đúng không? Giống thì không phải là giống nhưng mà cũng là cái hộp điện là giống ạ. Ừ, cái này gọi là oscilloscope, dao động ký điện tử. À, thì ở trong này người ta sẽ có một cái microphone để mà người ta move nó, thì người ta sẽ dò ra được chỗ nào là nốt ha. Người ta lấy tờ giấy, người ta đánh dấu đây này, người ta move cái đầu cái microphone trong này thôi. Đó. Đây là cái ống, đó. Người ta cái loa này người ta sẽ điều chỉnh frequency của nó để tạo thành sound wave. Và đây là nó đang hiển thị cái amplitude. Từ đến này mình có thể đánh được frequency nó luôn nha, tuy nhiên không cần thiết đâu, tại vì nó hiện ra rồi, 6.200 hay là 620 đó. À, người ta đang dò cái nốt, tức là cái amplitude trên màn hình này sẽ gần như bằng không ha. Nó không tuyệt đối bằng không đâu nha, maximum sẽ là anti nốt nha. Đó, vừa đi qua anti đó. Bây giờ tìm chỗ nào mà nó gần như bằng không ấy, thì nó là nốt. Đây này, chỗ này này. Được chưa? Đó, cho nên là ông sẽ dán chỗ này lại đó. Như vậy là mình sẽ lấy cái thước mình đo khoảng cách giữa hai cái điểm dán màu tím này, tức là hai cái anti nốt kế tiếp nhau, sorry, hai cái nốt. Khoảng cách giữa hai cái nốt này nó sẽ là half wavelength ha. Một nửa wavelength. Mà mình biết frequency rồi thì mình sẽ tính được cái speed của cái âm thanh trong ống này. Thì đó là cái thí nghiệm dùng để đo cái tốc độ của âm thanh, the speed of sound. Ok. Và người ta có thể đo nhiều lần. Ví dụ như từ đây đến đây là half wavelength, thì từ đây đến đây là một wavelength, và từ đây đến đây là ba lần half wavelength ha. Chỗ này cái nốt này, cho nên là cái amplitude âm thanh ngay chỗ cái đầu dò microphone đó, nó gần như bằng không ha. Rồi, khi mà âm thanh mình nghe thấy nó loud thì nó là một cái next harmonic. Both are then removed from the tip until the second loudest sound is heard, which diagram show the new pattern of the station waveform. Gradually increase from zero. Frequency tăng lên nha. F này tăng lên mà cái increased F này tăng lên mà cái wavelength thì bằng VGF, tức là F mà tăng lên thì wavelength giảm xuống ha. Wavelength giảm xuống tức là nó sẽ xuất hiện thêm những cái harmonic cao hơn đúng không? Mình chọn cái nào ABCD. Tăng dần từ không. Partially filled sound moved out of tip. There was sound wave moved out of tip and reflected by the surface. Tức là người ta bỏ cái loa trên này để mà phát ra âm thanh đi xuống. Much louder sound is heard. Con chọn cái nào ABCD. Con đang nghĩ là C ạ. Ừ đúng rồi, đang là C đó. A này sai là vì cái này là nốt này, nên là nó wrong ha. B này sai là tại vì chỗ này nó là anti nốt này, là sai luôn, chỗ này nó bắt buộc phải là nốt nhé. Đó. Chỗ này cũng sai luôn này ha. Chắc chắn là C đó. Ok. Rồi ạ. Chỗ bên dưới này nó bắt buộc phải là một cái nốt, phía trên này bắt buộc phải là anti nốt. P and Q fixed body and string travel transverse wave, transverse stationary wave, constant maximum amplitude is formed on the string. Cái standing wave trên string mình thấy rồi mà đúng không? Standing wave string. Chỉ cần dùng một cái motor để rung sợi dây thôi. Cái này. Thì với cái frequency thích hợp thì nó sẽ tạo thành là các cái standing wave, các cái harmonic khác nhau. Ví dụ cái này là third harmonic ha. P, Q, P, S, T, R, Q are only points on the string where the notes are formed. Những vị trí này note nha. S and T are the two points on the string at a distance X from R. What is the relationship between S and T? Rồi con đọc đi rồi chọn câu trả lời. What are the relationship between S and T?
Cái O này là một cái nốt. Ủa các bạn này, S và T là nốt luôn à? P, R, Q only for a string where the notes are formed. Ok. O này là nốt nhưng mà S và T không phải là nốt nhé. À, chỗ này P và Q là những cái nốt khác. Thì thằng S này là một cái packet bên trái, thằng T là packet bên phải, thì tụi nó phải opposite phase với nhau. Thằng S phải đi lên thì thằng T đi xuống ha. Ok, cho nên là phase difference sẽ là 180. Same amplitude, đúng, chính xác, tại vì distance bằng nhau. Cho nên different amplitude là sai nhé, câu C. Được chưa? Coi lại sending wave nhé. Thôi không cần với GeoGebra đâu, xem cái hình này khá đẹp liền. Standing wave. Đây. Ví dụ như là chỗ này là R, chỗ này P này ha, Q này, thành S chỗ này, S chỗ này con, và thành P chỗ này, tức là cái distance từ S đến R và P đến R là bằng nhau ha. S và T đó, distance bằng nhau này, distance là x này, đó, đây là amplitude của nó này, amplitude nó đoạn này, amplitude thì đoạn này, hai amplitude này bằng nhau nhé, nghĩa là distance của nó tới cái nốt là giống nhau. Ok. Cho nên là câu trả lời là C. Được chưa? Hello. Rồi ạ. Không nghe thì mới phải hỏi chứ. Thôi hôm nay cái micro mình có vấn đề. Chiều con học cô của cô bảo thế. Two identical loudspeakers are connected in series to an AC supply as shown. A microphone is moved along a line PQ. Rồi hai cái speaker này tụi nó sẽ tạo ra hai cái wave interfere với nhau. Nó cũng có thể có chỗ nào đó trong không gian nó cancel nhau và nó sẽ tạo ra những cái nốt. Microphone move along. Ok, mình sẽ coi cái rap nào thì nó hợp lý. Hai cái waves này nó interfere với nhau, giao thoa với nhau. So the vertical distance P from being tested with sound deflected, detected by the microphone. Nếu như theo cái rap đi thì sẽ có những chỗ bằng không ha. Và theo cái rap đi thì là cũng có những chỗ bằng không, bên dưới là bằng không này. Và có những chỗ maximum. Tại một vị trí ở giữa thì nó maximum. Thầy đang nghĩ đến phương án B này đó. Khoan, không hẳn bằng không đâu, tại vì nó có background sound là âm thanh của môi trường nữa chứ. Trừ phi là mình đã hiệu chỉnh nên không có âm thanh môi trường. Nhưng mà không thể là C tại vì nó bằng nhau hết. Amplitude bằng nhau hết. Cái đi cũng thế, cũng amplitude bằng nhau luôn, tức là giữa A và B thôi. Thầy sẽ ưu tiên A hơn tại vì nó có một cái background sound noise của môi trường nữa ha. Đó, kết luận của thầy là A nhé, check coi nào. Không bao giờ cái môi trường của mình mà tuyệt đối yên tĩnh, không có âm thanh nào cả ha. Mình dùng một cái máy đo, có thể dùng một cái app trên điện thoại. Nó sẽ đo được cái sound level là bao nhiêu decibel ấy. Câu số 28. 28A. Rồi, đáp án đúng rồi nhé. Cái chỗ maximum amplitude là cái chỗ nó nằm cách đều hai cái speaker này con. Cách đều hai speaker. Vậy nó đang bị lag. Để thầy xíu nha, cái này nó hết lag, nó sẽ ra thôi. Tại cái vị trí nằm chính giữa, nó cách đều hai cái speaker. Thì cái phase difference của hai cái wave từ hai cái speaker tới cái điểm đó là bằng không. Ở cái quãng đường mà cái wave nó travel là giống nhau. Và cái lượng energy mà nó bị hao hụt đi cũng sẽ giống nhau. Cho nên là cái chỗ đó thì nó sẽ hai cái wave nó vẫn nó combine lại, nó sẽ tạo ra được cái intensity lớn nhất ha. D1, D2. Hai cái này bằng nhau. Và nó sẽ là in phase với nhau ha. In phase và tạo ra maximum intensity. Ok, maximum intensity rồi. Là lên. Nói vừa đúng cái này được rồi. Biết cái khu nhà thầy chuyện gì mà ngày hôm qua giờ nó hát karaoke đủ các thể loại. Hôm qua thì gì đó, hôm nay là cải lương.
Elastic string is attached to an oscillator at one end and clamped at the other end, so that the string is horizontal and in an intention. Okay, in intention là sao? Một cái sợi dây đàn hồi được kết nối vào một cái máy rung. Đây này, cái máy rung này. Oscillator, ha. One end and clamped at the other end. Và một cái clamp, tức là một cái gì đó kẹp nó lại thôi, cho nó cố định thôi. The oscillator is made to oscillate vertically. The frequency oscillation gradually increased from zero until a stationary wave is set up in the string. Chính là cái thí nghiệm này đó, ha. Người ta thay đổi frequency này tăng dần lên từ không. The frequency then increases further to the frequency f when the second stationary wave is set up in the string. Đó. Cái bài thực ra nó né né với cái bài cái ống với lại âm thanh lúc nãy ha. Second, cái first đó. Set up the string stationary wave, cái này là first này ha. Cái này là first thì cái dưới này là second. Thì cái sự khác biệt giữa first và second, cái lần thứ nhất ấy thì cái string cái đầu mà nó connect với cái oscillator nó vẫn là node nha, chứ không phải là antinode. Này con nhìn vào hình này thấy này ha, video này thấy này. Cho nên là khi mà nó là first harmonic thì cái chiều dài của cái sợi dây nó sẽ là lambda trên 2. Và cái first harmonic trong nó sẽ như thế này thôi ha. Đầu bên này là oscillator. Oscillator. Còn đầu bên kia là cái clamp ha. Vẫn là đều tụi nó đều là node hết nha. Node. Đó, first harmonic. Còn mà tăng lên tiếp đến cái second stationary wave thì cái chiều dài của sợi dây, tức là khoảng cách giữa hai cái đó đấy, bên này oscillator, bên này clamp, thì bây giờ nó tạo thành là second harmonic, tức là hai cái package ha. Rồi ạ. Đó, như vậy thì bây giờ cái length này nó lại là hai lần của lambda mới. Cái này lambda 1, cái dưới này lambda 2. Như vậy mình sẽ thấy rằng cái lambda 2 này chắc chắn nó phải một nửa của lambda 1 ha. Lambda 2 trên 2. Hai lần lambda 2 trên 2, tức là một lambda 2 đó. Lambda 2 trên 2, chứ là bằng lambda 2. Như vậy lambda 2 này sẽ bằng một nửa của lambda 1 ha. Ok. Which frequency does the third stationary wave occur, right? Lambda 2 bằng một nửa lambda 1 thì tại vì nó tỷ lệ nghịch mà, cho nên F2 nó sẽ bằng 2 lần F1 nhé. Tỷ lệ nghịch. Inversely proportion ha. Và như vậy thì F3 sẽ bằng 3 lần của F1 nhé. 3 lần F1. F3 thì em vẽ ra nó sẽ là tạo thành 3 packet ha. Đó. Thậm chí cái này sẽ làm họa tiết, làm dây chuyền trang trí. 3 lần F, đây câu D. Chuyển câu D. Con cứ ráng luyện vào thì nó sẽ tiến bộ thôi. Nhưng mà mình phải ráng luyện thêm. Mai mốt thầy có thể giảm bớt cái buổi dạy con đi, miễn là con chịu tự làm bài. Cái ngồi nghe nó kém hiệu quả lắm. Bao nhiêu câu số nhiêu? 26. 26 đáp án B. Mình sai chỗ nào rồi? 1.5. At which frequency does a third stationary wave occur? Oh, ok, rồi. Further to frequency F thì cái F này tương đương với F2 đấy con. Cái F3 thì 3 lần F1, mà F1 thì bằng 2 lần F, F2 thì bằng 2 lần F1, cho nên cái F này là F2 này. Cho nên câu trả lời là 1.5. À, rồi ạ. Nó chơi đánh đố một xíu. Nó không có nói cái đầu tiên là F, mà nó nói cái thứ hai là F. Chơi, mình làm gần tới nơi rồi, nó đánh đố chỗ xíu đó là sai. Cái oai oăm một trách nhiệm là vậy đó. The source F emits microwave with a constant amplitude. Microwave constant amplitude. The microwaves hit a metal string P and reflected. A stationary wave is formed between S and P. Stationary wave formed between S and P. The wavelength of the microwave is much smaller than the distance between S and P. Ý là cái length, cái wavelength nó rất là nhỏ thôi. The detector Q is moved at a slow constant speed from S to P. Đó là giống như thí nghiệm trong ống rồi thôi. Nhưng mà thay vì là có cái ống thì nó không có ống gì cả và nó ở môi trường bên ngoài, thì nó sẽ khó đo hơn tại vì nó bị nhiễu bởi những cái tiếng động xung quanh ha. Thì mình kỳ vọng rằng nó cũng sẽ ra cái stationary wave, tức là cái amplitude trên microphone connect vào trong một cái oscilloscope như thế này này.
nó sẽ tăng lên và giảm xuống, tăng lên và giảm xuống giống như trong cái video này ha. Đó, đang giảm xuống kìa. What happens to the amplitude of the signal detected by Q? Đó, nó sẽ tăng lên và giảm xuống regularly. Cho nên là câu B, ok. Là cái wave, incident wave từ cái speaker nó superimpose, nó combine với lại cái reflected wave ha. Nó tạo thành standing wave. Incident wave. Waves and reflected wave. Thì hai đứa nó combine và nó sẽ tạo thành là stationary wave. Do đó là nó sẽ decrease, increase regularly. Ok, câu 23. B này ha. Ok. Cũng có những câu dễ đúng không? Two wave horses traveling toward each other on a rope. Nhưng mà có vẻ như số lượng câu dễ nó khá ít. The horses have the same amplitude and wavelength and travel at speed of 0.5 meters per second. Diagram show the rope at the time 0. Which diagram show the rope at the time 3 seconds? 0.5 mét. Thì sau 3 giây nó sẽ đi được cái distance là 0.5 nhân 3 tức là 1.5 mét ha. Đi chuyển 1.5 mét. Coi coi lại kỹ hơn nè. Quay màu xanh 1.5 mét. Từ 5 này đến 6 này đến 6.5 này. Cái point này để point B này ha. Chỗ kế tiếp này gọi là A đi cho nó dễ nhé, vẻ vẻ. Thì B nó sẽ tới đây này. Rồi. À, rồi đi xuống chứ lúc nãy vẽ sai đúng rồi. Ôi giời ơi. À không. Đây lên đây. Xuống đây. Lên đây. Đây đúng không? Chỗ đây là A mới này ha. Rồi cái quay thứ hai nó cũng đi 1.5 mét. Từ đi này. Chỗ này là C 1.5 mét. Tức là đi đến 6 này. Đến là chỗ này này. Ủa nãy vẽ đúng là đâu sai đâu ta? Có khi nào đặt S sai không ta? 3 second 0.5 nhân 3 rõ ràng 1.5 mà. Rõ ràng là đi nó phải đi đến chỗ là Từ 5.5 chứ nhỉ? Đi đến 6 rồi đến 5.5 chứ đâu phải đến chỗ này đâu. Thằng dấu vẫn sai. Từ thằng này 5 này, nó đi đến 6 này, 6.5 là chỗ này con. Ui dồi, hiểu rồi. Do cái scale nó hơi dày, nó có nhiều cái nét ấy. 6 chỗ này. Đi là 1.5 mét thì nó phải tới 6.5. 6.5 là chỗ này mà. Hồi nãy là vẽ chỗ này là sai. Vẽ chỗ này mới đúng này. Cái này gọi là B. Thì cái vị trí mới của B nó phải là chỗ này này ha. Ok. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Đó. Cái wave mới nó tới đây. Ok. Tương tự như vậy. Cái wave này. Từ chỗ 7 này đi 1.5 mét. Tới 6. 6.5 tới chỗ này. Đó. Thì nó chồng lên nhau ấy. Đi lên này. Đi xuống. Đi lên. Đi xuống. Chồng lên nhau cho nên tụi nó combine lại. Và nó tạo thành cái wave C ha. Tức là double amplitude lên nha. Ok. Transmitter of electromagnetic wave is placed 45 cm from reflective surface. Có vẻ nó vẫn dễ hơn cái further mark kia ha. Transmitter of electromagnetic wave placed from nó tương tự bài nãy. The wave has a frequency 1 GHz, tức là 10 mũ 9. 10 mũ 9. Send a wave produced with a node at the transmitter and the node at the surface. Với cái frequency lớn như thế này, cái này nó phải là một cái electromagnetic wave, thì cái speed của nó là speed của light 3 × 10^8. Và cái speed này chia frequency này thì mình sẽ có wavelength 3 × 10^8 này này ha. V này chia cho F. Chia 10^8 thì mình sẽ được là 10 bottom, tức là 0.3 mét nhé. Ok. How many antinodes are in the space between the transmitter and the surface? Antinode, distance 45, từ đấy. Tính ra 0.3 nó sẽ có rất là nhiều nha. Các đó sẽ sai. 3 × 10^8 là speed, meter per second. Giga, mega là 10^6, giga là 10^9 mà. Gigahertz. Nè, giga là 10^9 này.
3, 10 mũ 8 mà chia mũ 9 là còn lại 10 ở bottom, tức là 0.3 là đúng rồi mà ta. Between the semicircle and surface. À, rồi, à 45 cm thì tức là 45m. Rồi cái này 0.3m tức là 30 cm con. Hay nói cách khác là 45 này mình đổi thành 0.45m ha. 0.5m mà wavelength là 3m. Wavelength là 3m tức là nó tạo thành stationary wave. Rồi thế này 0.45m chia cái này thành 3 đoạn, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn. Thì từ đây đến đây là một cái nốt. Từ sai rồi, sai rồi. Đây, từ đây đến đây là một cái package. Và phía bên này là một cái half package. Như vậy thì không ta, hay là chữ speaker nó phải là nốt ta. Không, cái này là speaker, nó phải là oscillator. Nó khác với lại là nó khác với lại cái sợi dây phía trên nhé. Tại vì cái này là một cái electromagnetic wave. Thì tại đây electromagnetic wave là transverse mà, chứ đâu phải là longitudinal đâu. Nhưng mà để vẽ được một wavelength, từ từ, cái này mới có half wavelength thôi nè. Half wavelength tức là thầy vẽ cái này vẫn sai nha. Một wavelength thì tức là phải có hai cái package. Hai cái package như thế này là một wavelength. Sau đó phía này nửa wavelength nữa, nửa wavelength nữa, thêm một cái package trên này nữa con. Đúng rồi đó, cái này đó ha. Đó. Như vậy thì mình có bao nhiêu cái note. À không, người ta hỏi antinode. Antinode 1 này, 2 này, 3 này. Câu trả lời là 3 cái antinode ha. Ok, check answer 19, câu 25. Có cái mẻ dễ sách ha. Câu 25 C này ha. 3 cái antinode. An experiment to demonstrate a stationary wave. An experiment to demonstrate stationary wave, two microwave transmitter emitted waves at a wavelength 4 cm set facing each other shown. Nó tụi nó sẽ combine, tụi nó có thể tạo được stationary wave với điều kiện là distance này là một cái multiple time. Distance giữa hai đứa nó là multiple time của half wavelength thì nó sẽ tạo được stationary wave nhé. Distance nó là một cái multiple time của half wavelength. A này tất nhiên là integer. Thì nó sẽ tạo ra stationary wave. Detector move along straight line between transmitter detect position, giống như thí nghiệm cái ống này nè. Assume the both transmitter are antinode, both transmitter are at antinode. Cái chỗ này là antinode nha. Đó. Bên kia cũng thế. A and which row give the value D for the maximum for a minimum? Value D a maximum for a maximum. For a maximum tức là sao? Move along straight position maximum and minimum signal. À, for a maximum tức là chỗ mà detector này max có nghĩa là nó detect được một cái antinode nữa nha. Giả sử như vị trí hiện giờ nó đang là antinode thì nghĩa là cái node nó nằm ở giữa này. Và nếu mình vẽ illustrate thì nó sẽ là kiểu như thế này ha. Khoan, bên này là antinode luôn mà. Antinode. Rồi thì nó như thế này. Ha. Rồi cái nốt nó sẽ nằm ở giữa này ha. Ok. Cái hơi xấu xíu mình hiểu mà. Chỗ này là AN antinode. Ok. Thế thế này này. Đó. Which value? Distance giữa hai đứa là bao nhiêu? Mình có wavelength là 4. Lambda bằng 4 cm. Distance giữa hai cái detector.
Thì từ cái antinode này đến antinode khác nó phải là một cái bội số của half wavelength. Như cái hình này thì đang vẽ nó là 1 phần 4 wavelength cộng 1 phần 4 là bằng half wavelength này ha. Không, không phải là bội số của half wavelength nào, là bội số 1 phần 4 wavelength nha. Tại vì nếu như nó như thế này, đó, bên này như thế này, xong rồi bên này có cái half nữa, thì cái distance từ cái hai cái antinode này, hai antinode này sẽ cách nhau là chỗ này lambda trên 4 này cộng lambda trên 2 này cộng lambda trên 4 này ha, thì bằng một wavelength. Mình đã ý là nó sẽ là một cái bội số của 1 phần 4 wavelength nha. Distance between two nodes, sorry, antinode, between two antinode. Thì nó sẽ là mỗi sự bội cao của 1 phần 4 wavelength ha. Phần góc wavelength là 4. Value for maximum 46. Max the value D for minimum. D này là cái distance này. 46 nó là bội của lại là 4 ha. À, khoảng 46 chia không chia hết cho 4 là 48 mới được nha. Nó là bội của lambda cho 4 mà con. 46 thì sẽ không được, 47 không được, chỉ có 48 được ha. Ok ạ. À, thì đó, thì chọn câu C. Từ đây. Paper 1 đấy, khó dễ. Khó dễ mà anh. Câu 26. Do topic quay thì khó, những topic khác dễ hơn. Mình từ từ mình làm mấy topic khác mình sẽ thấy. Thật ra hầu hết các câu đều khó ấy. Cho nên là cái boundary paper 1 nó chỉ có 50% thôi là con được điểm điểm A này. 26. Câu C. Yeah, mình đúng câu C rồi đó. Multiple time của 1 phần 4 wavelength ha. High level physics read battery 2023. Paper 1 phải nhớ là threshold nó thấp. Tại vì là nó khó quá, tụi nó làm được. Này, 29/40. Cái này là tháng mấy, tháng 6 vừa rồi. 29/40. 72% của đâu thấp rồi ta. Dạ mình nhớ nhầm rồi. 72%. Cây gò đơn giản không? Gần như 30 câu ha. Rồi ạ. The diagram shows sketch of a wave pattern over a short period of time, 1 meter. Which description of this wave is correct? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái package. Mỗi cái package là half wavelength. Mỗi cái này là half wavelength ha. 5 cái là 5 lần 2. Thì bằng 1 mét ha. Thì wavelength sẽ là 2 x 1 chia 5. 2 chia 5, 0.4 ha. 0.4 là 40 này, loại trừ được 2 phương án này ha. Transfer, nhìn vào đây có biết được nó là transfer hay không? Wave transverse, progressive, à, chắc chắn nó không thể là progressive được này. Nó phải là stationary ha. Chọn câu D. Progressive là sống cái wave thông thường này, nó truyền đi, nó không có nốt antinode ha. Còn stationary thì nó có nốt antinode. Và tất nhiên là stationary thì distance như thế này nó mới là lambda trên 2. Còn mà một cái progressive tức là distance từ đỉnh này đến kia là lambda. Ok. A tip length air open at both ends. Stationary will set up in this tip when a tuning fork vibrates at a frequency. Như thế này, cái first harmonic này. First harmonic cái đầu này là antinode, đầu kia cũng antinode và ở giữa là nốt. Vậy cho nó giống cái wave sinusoidal. Vậy thì the lowest, fx là lowest frequency nha. Lowest tức là lambda là longest. Longest tức là first harmonic. Làm riết rồi sẽ quen thôi. Harmonic. Another tip length 2L, it closed at one end. A stationary wave set up with tip when the tuning fork vibrating with the FY. FY này nó có thể khác với FX nha. This is the lowest, vẫn là lowest luôn. Như vậy thì nó vẫn là first harmonic ha. Nhưng mà cái first harmonic này khác. First harmonic này thì mình chia cái này thành 3 đoạn. 3 đoạn bằng nhau. Chưa được bằng lắm.
cái này thế này đó. Thì cái đầu mà bên 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 hở này sẽ là antinode này, còn hai cái phôi mà ta đánh dấu đấy nó là node ha. Có biến mình vẽ cho nó kiểu sinusoidal, tại lên xuống giảm đi cho nó kéo smooth vào tí đó. Chỗ này khá chịu không vẽ được smooth. Ô, khoan sai, cái này không phải longest. À đúng rồi, tất cả thế này. Bên này chắc chắn là một cái antinode. Còn bên này không phải như lúc nãy, mà là như thế này này. Ở giữa này nó là một cái antinode. Hai đầu này là hai cái node nữa ha. Đó, như thế đó. Đây là first harmonic luôn. Nhưng mà first harmonic của cái hai đầu hở nó khác. First harmonic của hai đầu, một đầu hở, một đầu đóng ha. À, thì cái này 2L này nó sẽ bằng là lambda trên 2 cộng với lại lambda trên 4. 3 lambda trên 4. Lambda này là lambda y nhé. Còn trên này thì L này thì bằng là 2 lần của lambda trên 4. Lambda x ha. Và nó bằng 1 phần 2 lambda x chia 2. Tức là lambda x sẽ bằng 2 lần của L nhỏ này ha. Còn lambda y thì bằng 4 lần 4 nhân 2L chia 3 ha. 8L chia 3. Okay. Which equation is correct? Quan hệ giữa hai cái frequency là gì? Tại vì nó tỷ lệ nghịch nha, cho nên con lấy tỷ lệ giữa lambda x và lambda y thì nó sẽ ngược lại, tức là nó sẽ bằng tỷ lệ của frequency x chia cho frequency y ha. Từ để coi ngược lại đúng. Tức là lambda x mà nhỏ ấy, thì frequency cũng sẽ lớn ngược lại. Fy chia cho fx ha. Rồi. Ratio này theo như hai cái con kết quả này. 2 chia cho 8 phần 3. 2 nhân 3 là 6, 6 chia 8, 3 phần 4 ha. Ok, nghĩa là fy bằng 3 phần 4 fx. Hay ngược lại, fx bằng 4 phần 3 fy ha. 4 phần 3 không có đáp án nào. Mình sai chỗ nào rồi? Hai L. B nhân 2 lộn 2 nhân 4 là bằng 8, 8 chia 3 rồi. 2 chia cho 8 phần 3, tức là 2 nhân 3 bằng 6, 6 chia 8 3 phần 4. Fy bằng 3 phần 4 fx hay là fx thì bằng 4 phần 3 fy, không có đáp án nào. Đọc cái lề để mình sót thông tin nào. Lambda x bằng 2L, lambda y bằng 8L chia 3. X, lambda x là nhỏ, thì frequency nhỏ hơn, thì cái từ wavelength này ngắn hơn này. Khoan, từ nhìn hình thì vẫn chưa hình dung được là ngắn hơn này. Cái này là 1/4, cái này 1/4, cái này cái dưới dài hơn ha. Lambda y dài hơn lambda x thì ngược lại là f y nó phải nhỏ hơn fx. Từ lambda y dài hơn ở đúng rồi, f y nhỏ hơn fx. F y nhỏ hơn fx thì mình chọn phương án là 1/2 hả? Tại vì ba phương án còn lại là từ fx lớn hơn, kiểu fx lớn hơn này là sai đúng không? Fx này bằng 1/4 là nhỏ hơn. Từ fx nó phải lớn hơn là bằng 2 này, có vẻ đúng rồi.
FX nhỏ hơn size, FX nhỏ hơn size. FX cấp 4, tức là có hai phương án này ha. Có đáp án của bên nào, phương án nào vậy nè. Sao phải là size được ta? Con số 28. D 4 lần hả? Lowest frequency. À, rồi rồi rồi, ta hiểu rồi con, ta hiểu sai chỗ nào rồi. Lowest frequency về phát âm này sai. Nó là một cái 1/4 wavelength thôi. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Lowest frequency first harmonic, nó là 1/4 wavelength thôi. Ở đầu này là note, đầu kia là anti note, thế thôi. Ok. Nó không có cái packet ở giữa như lúc nãy đâu hả? Đó. Như vậy là 2L này nó bằng lambda trên 4 thôi nhé. Này lambda y này. Vậy thì lambda y này sẽ bằng 8L. Alo, con có đang nghe không? Có. 8L. Rồi thì so sánh tỷ lệ 2 chia 8 1/4. Lambda x trên lambda y bằng 1/4 thì ngược lại lambda fi bằng 4 lần. Từ từ. Fi 1/4 fx, fx bằng 4 lần fi. Fi bằng 1/4 fx thì kết luận là câu D. Đó, nãy nhầm là chỗ này. First harmonic. Như vậy nghĩa là cái wavelength này khá là dài. Wavelength dài tức là frequency lớn. Còn wavelength ngắn thì frequency từ từ. Frequency nhỏ chứ, frequency nhỏ. Frequency nhỏ tức là cái âm thanh nó sẽ cao. Còn frequency mà từ đây nè, long wavelength, lambda mà dài thì cái F nó bằng V chia F. V chia F cho nên là để mà lambda này lớn thì F này phải nhỏ. F nhỏ thì âm thanh nó cao. Ừ, âm thanh cao thì cái này nó vibrate rất là nhanh. Còn mà ngược lại phía trên thì nó vibrate chậm hơn ha. Rồi ạ. Fx bằng 4 là Fi, từ từ đã. Fx bằng 4 lần tức là nhanh hơn. Fx nhanh hơn mà. Fx nhanh hơn. Ok, kể nó đi. Đấy là cách làm như thế. The pipe closed at one end has a loud speaker. At one open end, a stationary sound wave is formed in the air within the pipe and with the antenna to the open end. Rồi. Delaying the speed of sound, frequency sound, not produce stationary wave. Câu hỏi là not. Như vậy là ba đứa còn lại là có ha. Speed, length, antinode, open end. Từ bốn cái frequency này, con tính bốn cái wavelength và con coi khi nào cái chiều dài của cái ống này nó bằng multiple time của lambda trên 4 thì nó sẽ tạo thành stationary wave. Thì bốn cái frequency này con tính, cái nào mà 0.85 này nó không chia hết thì cái đó nó sẽ là câu trả lời. À, not divisible. Ok, tức là con lấy cái length là 0.85 này, này. Con chia cho mỗi cái wavelength và nó ra một số không phải là số nguyên ấy thì nó sẽ là câu trả lời là not produced stationary wave ha. Được chưa? Con làm đi, nói thầy biết kết quả. Thầy kiếm cái tai nghe đeo vào trong nguồn nè. Sony XM4 siêu chống ồn. Tôi máy lần này không biết xài gì nó xài. Not produce.
đi 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 vậy một phần bốn, một phần bốn cất lên đầu câu luôn đi. Còn tính wavelength ấy, wavelength thì bằng speed chia frequency, 240 chia cho 100, 240 chia 200, 300 chia 200, 300 chia 500. Sau lấy 0.85 này chia cho mỗi một cái wavelength này nè, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 ha. Thì nếu như mà chia đó nó ra được một cái integer thì nó không phải là câu trả lời. Khi nào mà nó ra not integer thì nó là câu trả lời. Ví dụ lấy 0.85 chia cho cái 500 mình thử xem nào. Tức là 3/5 ha. Ồ, là luôn rồi đấy. Là cái 500 hả? Ừ. Hình như thế đấy. À đâu, từ, thêm bình tĩnh. Có vẻ là không nhất thiết phải ra integer đâu ạ. Con đang nghĩ là cái B đấy. B. Thì thầy nói rồi, nó không integer nó mới là câu trả lời mà. B. Câu số 27. Hả? 27. B, đúng rồi. B đấy. Khi mà cái ratio của L này chia cho lambda not integer thì nó là câu trả lời ha. Còn khi mà nó integer tức là nó sẽ tạo thành stationary wave thì nó không phải là câu trả lời của mình. Ok. Con cái B không ra, không, con vẫn ra 1/2 đấy ạ. Từ 0.85 này chia cho 340 chia 200. Còn cái ACD nó ra theo thứ tự là 1/4, 3/4, 5/4 ạ. 1/4, 3/4. Từ đây tôi cứ bấm lại cái bên thứ trước đã. 0.85 chia 340 rồi nhân 200. 0.5 mà 1/2 mà, 1/2 đâu phải integer đâu. Thì con chia cho cái B này này, nó ra kết quả là 1/2, đúng màu đi. Bây giờ thử chia cho C nhé, tức là 0.85 chia cho 340 rồi nhân cho 300. 0.75 cũng không được luôn. 0.75 tức là nó 0.75 từ đã. 0.75 tức là 3/4. 3/4 thì con bội số của 1/4 này. Tại vì nó phải in row số 1/4 này vào mà. Tức là khi con chia cho lambda thì con sẽ được n chia 4. Đó, con chia lambda được n trên 4, cho nên 3/4 này n bằng 3 này. Alo? Rồi. Giờ chia 500 nhé, thì nó phải là một cái gì đó của phần 4 ấy. Chia 500 này, 0.85 chia cho 3/40 nhân 500. 5/4 ha, 1.25 × 4. Đó, nhân 1/4, thì nó tất nhiên cái bottom nó phải là 4 này. N sẽ bằng 5 đấy. Cho nên là không phải là not integer đâu, not là multiple time của lambda của lambda số 4 ha. Rồi. Okay. Đánh đổi. Hay nói cách khác, theo phương tính sau khi tính các cái lambda này thì mình chia 4 trước đã, để mình lấy cái lambda trên 4 trước đã, rồi sau đó mới lấy cái length này chia cho lambda trên 4 thì mới coi thì con integer hay không ha. Thì not integer thì nó sẽ là câu trả lời của mình. Ok. Rồi ạ. Còn khi chia lambda tất nhiên nó sẽ ra, nó phải có cái bottom là 4. The string fixed at one end at the other end is tied to a vibrator. The frequency of the vibrator slowly increases from zero. The theory of stationary wave form assumes that
for a instruction where there is a node at the port P. What are the first wavelength the session wave could be from? Có thể thử tự làm đi ha. Để giờ nghe gần cái tiếng này. First wavelength of the stationary wave that we form. First five wavelengths. Five wavelengths. Quan hệ của nó là gì? Could be form. Cái đầu vibrator này nó vẫn là nốt nha. Bên này là nốt. Thì nó phải là một cái bội số L này này. Nó phải là multiple time của half wavelength. Cho nên là cái lần thứ nhất thì L sẽ bằng là lambda 1 trên 2. Lần thứ hai thì nó sẽ bằng là 2 lần lambda 1 trên 2. Sorry, lambda 2 chứ. Lần thứ ba thì bằng 3 lần lambda 3 trên 2. Lần thứ tư thì sẽ bằng 4 lần lambda 4 trên 2. Wavelength. Ừ rồi, thì wavelength tương ứng sẽ là lambda 1 sẽ bằng 2L. Lambda 2 sẽ bằng L. Lambda 3 sẽ bằng 2 phần 3L. Ok. 2L chia 3. Lambda 4 sẽ bằng 5 lần ha. Cái này lúc gọi 1 phần 2. 2L từ từ đấy. Thì nó sẽ sai. 2 chia 2. L chia 2 ha. Và cuối cùng tương tự lambda 5. Lambda 5 của chỗ này sẽ bằng 5 lần của lambda 5 chia 2. Lambda 5 sẽ bằng 2L chia 5. Chọn cách vẽ nào? 2L chia 5. 2L chia 4. Đây này. 2L chia 4 tức là 2L chia 2 này ha. 2L chia 3 này. Đi ngược ấy. Đó. E ha. Đừng để tự làm xong giải luôn. Tiếp theo các bạn sẽ tự làm. Cái bí quyết đó là một cái bội số của half wavelength ha. Bội số có thể gọi tiếng Anh là gì? Multiple time. Multiples. Diagram said we had this set of string between P and Q. The note said we could string at P, Q, S, R, R, S. Note. Before X is moved down, down to from the force in the string mode of the time T, X is equal to 2 centimeter. Displacement S is positive in the upper direction. The graph should arise with time detection point Y on the string. The point Y here. Displacement of Y over time. T over 2. Đúng rồi. Và thì cái point Y này nó sẽ oscillate up and down. Mà người ta tính trong half period ha, thì nó sẽ đi lên một lần và đi xuống một lần thôi. Tức là ví dụ như từ 0 nó đi lên, tức trên này là 1/4 rồi nó quay trở về. Và half period. Vấn đề là ban đầu nó đi lên hay đi xuống, tức là displacement của nó là âm hay là dương, mình phải suy nghĩ coi. The point X moving down. Rồi. Cái này là node này. Vẽ cái hình. The X là anti-node. Node. Cái này. Đó. Vẽ cho nó thành ra là standing wave luôn. Thì X đi xuống. Thì cái thành ở giữa này sẽ đi lên. Thì cái thành cái bên này nó đi xuống nữa. Tức là thành Y đừng đi xuống luôn nha. Cho nên nó sẽ negative. The negative đi xuống này ha. Của E đó. Được chưa? Mình hiểu được chưa? Được ạ. Đeo tai nghe và nghe rất là rõ luôn, không cần phải quát lên. À thế ạ, ok. What may be used to produce stationary wave? Sử dụng cái nào tại là stationary wave? Loading air at the top of an empty bottle. Cũng có thể nha. Making slow. Ủa khoan, như vậy là hóa ra của chữ là A. Making a loud sound near a mountain. Không được, tại vì nó để bị diffract. Diffracted theo rất là nhiều hướng.
passing on a bright light through a double slit. Cái này nó không gọi là slit away, nó gọi là interference. Interference. Và cộng thêm với cái gọi là diffraction. Passing force away through narrow slit, diffraction. Như vậy là chọn câu E đó. Cũng dễ, nhưng mà để make sure này nó đúng thì tôi phải cẩn thận. Câu số 26. Những câu này lúc nào sẽ là 26 hết. E, đó. Ok. Đó. 900... Sound wave from left speaker placed above the tip causes resonance in the air at the tip. Resonance là tiếng Việt nó gọi là quên cái gì rồi. Vọng. Cộng hưởng. Cộng hưởng. Ví dụ như con chơi cái đàn guitar hoặc là đàn piano, nó có cái hộp đàn ấy. Cái hộp đèn nó sẽ giúp cộng hưởng, nó làm gia tăng cái sound lên, intensity nó to lên. Tí nữa thầy sẽ gửi cái video cộng hưởng resonant cho mình xem thêm sao. Stationary waveform, đấy là resonant khi mà một cái frequency bên ngoài, external, hoặc là nó excited, ấy, nó sẽ tác động vào một cái vibration, một cái oscillation sẵn có. Và nó có sẵn một cái natural frequency của chính nó, của cái oscillation này. Khi mà external frequency này nó tác động vào cái natural frequency này mà nó giống nhau, tức là hai cái này nó bằng nhau, thì nó sẽ làm gia tăng cái intensity, cái displacement tăng lên rất là nhiều. Correct increase in the intensity ha. Mà cái này thì hơi lạc đề rồi, bài này không phải liên quan đến resonance đâu. The sound of a significant phase of central waveform with two notes and antinote is shown. The speed is 40, what is the frequency? Có này tự làm đi chứ hả? Có chiều dài, có cái này là bao nhiêu, đoạn này bao nhiêu, đoạn dưới này bao nhiêu? 60, 3/4. 3/4, đúng rồi. 80. Vậy thì wavelength bản. 80 hả? Con đang ra là A. Ừ, mình nghĩ là đúng ấy. Tại vì câu này chắc là mình cũng biết cách làm rồi. Asking. Câu số 24. Ừ, A. Progressive sound wave with length 20 enter the air columns in the closed pipe and a open pipe. The length of pipe is shown, 35-50. In which pipe or pipes a stationary wave waveform? Wavelength như thế này. Như vậy cái liên quan hệ là gì? Nếu mình lấy 35 chia 20, mình sẽ được số bao nhiêu signify? Chia 5 được 7/4 ha. 7/4 nó là bội số của 1/4 lambda này, 7 lần của lambda trên 4 này. Chỗ này là lambda trên 4, thì cái đoạn gì nó còn lại đó, nó bội được một time, tức là yes ha. Session away. Okay. Còn 50, mình chia cho 20. À, cái này là hai đầu hở nha. Hai đầu hở thì ví dụ như con có cái first harmonic như thế này. Hoặc là nếu như mà có... Thì cái first harmonic này có nghĩa là cái chiều dài 50 này nó sẽ bằng 2 lần của lambda trên 4, tức là bằng lambda trên 2. Và nếu không phải là first harmonic mà là third harmonic, tức là cái này. Hai đầu rồi hai bên này là half wave antinode nữa ha. Đó. Thì cái này lambda trên 4, cái này lambda trên 2. Cái này lambda trên 4 nữa, cộng lại 2 lần lambda trên 2, tức là bằng lambda ha. Nói chung nó vẫn là multiple time của lambda trên 4 đó. Còn trường hợp nữa như thế này. Đó. Multiple time của lambda trên 4 hết. Nhưng mà 50 chia 2 thì không phải. 50 chia 2 chia 20 thì bằng 5/2. Tức là bằng 10/4. À, 10/4 là được nè. Như vậy là yes luôn ha. À, thì câu trả lời là
in which partial reform neither không đúng đúng không? P and Q for E nhé. Hiểu chưa? Nên phần 2 của mình 10 phần 4 ấy. 15 đề xong 4 ha. Như vậy là hai cái trường hợp này nó giống nhau, mặc dù là tất cả nó đều là một cái multiple term của lambda trên 4 ha. Hello. Rồi. 27. 27. À, đó. Mặc dù là một đầu hở, một đầu mở và tương tự với này hai đầu mở nhưng mà đều là both multiple term của lambda trên 4. Section the way where which statement is correct, rồi tự làm con này đi. Con đang nghĩ là D ạ. Ừ. Có phải nhỉ? Wait, distance from N2 by really the same frequency as magnitude. Đúng mà đâu sai đâu. Đúng rồi đó. Hồi equivalent to N2 by really the same frequency in phase. In phase là sai này ha. Nó có thể opposite phase. All point the string by really the same magnitude. Same là sai này, nó sẽ khác nhau. Ví dụ đứa chỗ này nó oscillate với amplitude nhỏ hơn, đứa này amplitude lớn hơn ha. A2 greater than A1. A1 nhỏ hơn A2 ha. Avoid very in phase sign. A progressive wave is normally on a flat reflector. The reflected wave overlaps with the incident wave and session wave is formed. At an antinode, what could be the ratio of displacement of incident wave and displacement of reflected wave at any instant? At an antinode, displacement incident wave, displacement of reflected wave. Câu trả lời á, câu thứ ba xem. Minus one. Đơn opposite phase với nhau đó. Rồi. Một đứa đi lên, đứa đi xuống, cho nên là cái amplitude một đứa ví dụ như là amplitude là dương hai, đứa là trừ hai, chia ra bằng âm một ha. Với điều kiện á là nó không bị damping, no energy loss ha. No damping. No energy loss. Thực tế thì không bao giờ như thế đúng không? Energy loss. Ủa, cái loss ở S chứ nhỉ? Ok. Cho nên là thực tế là nó có damping, nó có energy loss thì cái displacement của thằng reflected nó sẽ nhỏ hơn. Cho nên ratio nó sẽ lớn hơn 1 ha. Lớn hơn âm 1. Ý là ví dụ như âm 2, âm 3 rồi đó. Tức là more negative ha. Rồi. Tiếp theo vibrator. One loop is produced. One loop này nó gọi là first harmonic. Cái này sẽ giúp you to produce a with two loop. Trả lời ngay lập tức luôn á. Two loop có thể nó về sau nó giảm đi nữa. Về sau giảm nữa thì frequency sao? Để ý rõ như thường rồi đó. Về sau giảm một nửa thì frequency sao? Tăng gấp đôi. Đối nghịch nhau mà. Tăng đôi về CS. Ừ. Tăng đôi là giảm đi nữa này, frequency tăng gấp đôi này. Về CS. Thành gấp đôi này ha. Rồi chọn câu này. Đề dài mà hiểu rõ là làm ngay lập tức đi. Which will describe oscillations of two moving particles in a special way that are separated by distance of half wavelength. Moving particles stationary wave. Half wavelength thì cái phase difference sẽ bao nhiêu? Vẽ ra một con chọn câu nào? À đó, chọn câu nào. Ví dụ như thầy chọn cái điểm bất kỳ chỗ này nhé, điểm A. Distance từ cái antinode này đến antinode kia nó là half wavelength. Từ A này thầy cho nó tới cái điểm đỡ ngầu đi. Từ A này cho đến một cái điểm bên này sao cho nó cũng bằng half wavelength luôn. Ở chỗ này đi, gọi là B đi ha. Distance này cũng là half wavelength nha. Thì A này nó đang đi xuống thì thằng B này sẽ đi lên, tại vì nó hai cái packet nó ngược nhau. B đáng lẽ nằm dưới này này ha, B nó phải đi lên, tại vì nó opposite phase hai cái packet kế tiếp nhau ha. Rồi. Cho nên là câu trả lời là nó phase difference sẽ là 180. Còn amplitude sẽ bằng nhau đó, nhìn hình vẽ là thấy này. Đây là cái đoạn là A di chuyển này ha, thì
A di chuyển đoạn này này thì B di chuyển đoạn này, này bằng nhau đó, same face, same amplitude ha. Ờ rồi ạ. Okay. Con chọn bất kỳ cái điểm nào khác cũng thế thôi. Tất nhiên trừ hai cái điểm đặc biệt là nốt, tại vì nốt không di chuyển. Giả sử con chọn điểm khác này. Đâu gì giờ? À, một tí đi. Giả sử chọn điểm chỗ này này. Giả sử dưới này đi ha. Phía này. Thì hát quyệt lên tới bên này này. Thì thằng này đang đi lên thì thằng kia phải đang đi xuống. Nhưng mà cái amplitude bằng nhau ha. Xem.